Chào mừng các bạn đến với chuyên mục gian hàng cá nhân của Oriflame Việt Nam. Trong chuyên mục này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những nội dung sau: giới thiệu về gian hàng cá nhân, cách tạo gian hàng cá nhân của riêng bạn, chia sẻ gian hàng cá nhân qua mạng xã hội, khách hàng tiềm năng mua sản phẩm qua link gian hàng cá nhân và trở thành khách hàng VIP, theo dõi khách hàng VIP mới trong nhóm cá nhân. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu xem gian hàng cá nhân hoạt động như thế nào và nó hỗ trợ gì cho công việc kinh doanh của nhà phân phối. Gian hàng cá nhân là gian hàng do nhà phân phối tạo miễn phí ở trang cá nhân và chia sẻ trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm Oriflame đến người tiêu dùng, còn gọi là khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng khi nhấp vào link gian hàng cá nhân do nhà phân phối chia sẻ và mua sản phẩm sẽ được hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 23% trên đơn đầu tiên và nhiều ưu đãi khác. Khách hàng tiềm năng cần đăng ký vài thông tin cá nhân và được tự động kết nối trở thành khách hàng VIP của nhà phân phối đã chia sẻ link gian hàng cá nhân. Khách hàng tiềm năng cần thao tác đủ 5 bước đặt hàng để hoàn tất đơn hàng. Gian hàng cá nhân là công cụ tuyệt vời giúp nhà phân phối tuyển dụng khách hàng VIP và sau đó hỗ trợ khách hàng VIP nâng cấp thành nhà phân phối. Làm thế nào để tạo gian hàng cá nhân của riêng bạn trên hệ thống của Oriflame Việt Nam? Bạn có thể tạo gian hàng cá nhân trực tiếp trên trang cá nhân sau khi đăng nhập. Hoặc vào danh mục hệ thống, công cụ kinh doanh, gian hàng cá nhân. Hoặc chọn mục gian hàng cá nhân trên Oriflame Apps. Trước tiên, bạn cần đặt tên gian hàng cá nhân của bạn. Bạn cần nhập tên gian hàng cá nhân vào link này. Có một số lưu ý đối với tên gian hàng cá nhân. Tên gian hàng cá nhân không bao gồm các ký tự đặc biệt, không bao gồm khoảng trắng. Tên gian hàng cá nhân không bao gồm chữ Oriflame trong đó. Tên gian hàng cá nhân không trùng khớp với tên gian hàng cá nhân của nhà phân phối khác đã tạo trước đó. Đảm bảo tên gian hàng cá nhân của bạn không quá dài. Sau đây là một vài ví dụ về tên gian hàng cá nhân. Những tên có dấu tích màu xanh là hợp lệ, có dấu đỏ là không hợp lệ. Sau khi đặt tên gian hàng cá nhân, hệ thống sẽ dẫn bạn đến bước 2, kết nối gian hàng cá nhân với Facebook của bạn. Bạn cần click vào biểu tượng Facebook trên gian hàng cá nhân của bạn, click vào thiết lập hồ sơ cá nhân, vào một mạng xã hội và kết nối gian hàng cá nhân với Facebook của bạn. Sau khi kết nối xong, bấm nút làm mới. Hoặc nếu không có nhu cầu kết nối gian hàng cá nhân với Facebook, bạn có thể bỏ qua bước này. Bước 3, đăng tải hình đại diện của bạn. Hệ thống tự động kết nối hình đại diện từ trang thiết lập hồ sơ cá nhân làm hình đại diện cho gian hàng cá nhân của bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc thay đổi hình đại diện trực tiếp trên trang thiết lập hồ sơ cá nhân bất kỳ lúc nào. Nếu chưa có hình đại diện, bạn cần đăng tải hình ở bước này. Dung lượng hình tối đa 5MB. Bước 4. Viết nội dung giới thiệu cho gian hàng cá nhân của bạn. Bạn cần viết nội dung thật hấp dẫn để thu hút khách hàng tiềm năng của mình. Đừng quên cung cấp thông tin liên lạc của bạn trong phần nội dung này. Tối đa 500 ký tự. Bấm nút thiết lập gian hàng cá nhân để hoàn tất. Gian hàng cá nhân của bạn đã được tạo thành công. Sau khi tạo xong gian hàng cá nhân, hãy tiếp tục tạo danh mục các sản phẩm khuyên dùng dành cho khách hàng tiềm năng của mình. Chọn quản lý danh mục sản phẩm. Bạn có thể tạo tối đa 5 danh mục sản phẩm khuyên dùng, mỗi danh mục tối đa 8 sản phẩm để gửi cho khách hàng. Click vào dấu cộng để tạo danh sách sản phẩm đầu tiên. Đặt tên danh sách sản phẩm. Thêm sản phẩm cùng nhóm vào danh sách bằng cách click vào dấu cộng ở đây. Nhập mã số sản phẩm. Bấm tìm kiếm, thêm vào danh sách. Bấm lưu. Bạn đã có danh sách sản phẩm đầu tiên. Để tiếp tục tạo danh sách sản phẩm tiếp theo, bấm nút quay lại. Thao tác tương tự như khi tạo danh sách đầu tiên. Lưu ý, khi thay đổi các nội dung liên quan đến gian hàng cá nhân của bạn, bạn có thể thay đổi danh mục sản phẩm khuyên dùng và nội dung giới thiệu cho gian hàng cá nhân bất kỳ lúc nào. Cần hạn chế thay đổi tên gian hàng cá nhân vì khi đổi tên, đường link gian hàng cá nhân của bạn cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, khách hàng tiềm năng sẽ không thể mở được đường link mà bạn đã chia sẻ trước đó. Trên trang cá nhân sau đăng nhập, đến gian hàng cá nhân của bạn, chọn biểu tượng cây bút ngay góc phải gian hàng cá nhân để thay đổi. Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, chia sẻ gian hàng cá nhân của bạn qua mạng xã hội. Nhà phân phối có nhiều lựa chọn để chia sẻ gian hàng cá nhân qua mạng xã hội, chia sẻ catalog trực tuyến, chia sẻ sản phẩm
hoặc chia sẻ các nội dung hấp dẫn khác. Làm thế nào để chia sẻ gian hàng cá nhân qua mạng xã hội? Đầu tiên, hãy đăng nhập vào trang cá nhân của bạn. Đây là bước rất quan trọng để tất cả khách hàng tiềm năng khi mở xem nội dung bạn chia sẻ được tự động kết nối đến mã số của bạn. Chọn biểu tượng copy link và dán vào ứng dụng chat hoặc mạng xã hội sẵn có: Facebook, Twitter, Path, Email, Google, Messenger, WhatsApp. Sau khi đăng nhập đến gian hàng cá nhân, tương tự để chia sẻ catalog trực tuyến qua mạng xã hội, trước tiên bạn cần đảm bảo mình đã đăng nhập vào trang cá nhân, mở chuyên mục catalog trực tuyến, nhấp vào biểu tượng chia sẻ, lựa chọn ứng dụng chat hoặc mạng xã hội có sẵn để chia sẻ. Để chia sẻ một sản phẩm bất kỳ qua mạng xã hội, bạn cần đăng nhập vào trang cá nhân, chọn sản phẩm bạn muốn chia sẻ, click vào biểu tượng chia sẻ, chọn ứng dụng chat hoặc trang mạng xã hội bạn muốn sử dụng. Nếu muốn chia sẻ danh sách sản phẩm khuyên dùng qua mạng xã hội, bạn cần 1. Đăng nhập vào trang cá nhân. 2. Chọn quản lý danh mục sản phẩm. 3. Chọn một trong các danh mục sản phẩm khuyên dùng bạn đã tạo sẵn. 4. Click vào biểu tượng chia sẻ. 5. Chọn ứng dụng chat hoặc trang mạng xã hội mà bạn muốn sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ các nội dung hấp dẫn khác qua mạng xã hội như các video giới thiệu sản phẩm hay video hướng dẫn trang điểm. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào trang cá nhân, di chuyển đến trang nội dung bất kỳ mà bạn muốn chia sẻ, bấm vào biểu tượng chia sẻ và chọn ứng dụng chat hoặc trang mạng xã hội phù hợp như Facebook, Twitter. Với khách hàng tiềm năng, sau khi nhận được nội dung nhà phân phối chia sẻ, làm thế nào để họ có thể mua sản phẩm và trở thành khách hàng VIP của Oriflame? Họ chỉ cần mở link gian hàng cá nhân của nhà phân phối, xem thông tin sản phẩm khuyên dùng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và bấm tiếp theo. Đăng ký vài thông tin cá nhân theo yêu cầu, họ sẽ được ưu đãi giảm giá 23% so với giá niêm yết trên catalog và website. Chọn phương thức giao hàng, thanh toán phù hợp và hoàn tất đơn hàng. Họ đã trở thành khách hàng VIP của Oriflame. Ngay khi khách hàng tiềm năng hoàn thành đơn hàng, hệ thống tự động gửi email chào mừng đến cho khách hàng tiềm năng và email thông báo đến cho bạn với tư cách là nhà phân phối giới thiệu hoặc bảo trợ thành công một khách hàng VIP mới. Hãy đọc kỹ hướng dẫn trên email thông báo bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi khách hàng VIP mới trong nhóm cá nhân bằng cách vào quản lý hệ thống, xem báo cáo tất cả khách hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên chia sẻ gian hàng cá nhân cho thật nhiều bạn bè, người quen của bạn trên mạng xã hội nhé. Chúc các bạn thành công cùng Oriflame.